shopping.ảo.vn, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopping.ảo.vn. shopping.ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Theoanat, một cái trang phục bậc SSS nữa nha các bạn. Và các bạn có thể để ý rằng một điều không, cả hai tem nào cũng có trang phục các bạn ạ. Không thì bậc A, ý lộn, không bậc A thì bậc S, mà không bậc S thì bậc SS. Trời ơi, SSS luôn nha. Mình đang sử dụng cái ba trang phục bậc SSS nè. Thứ nguyên dĩ thìn. Trang phục này là một cái trang phục có hiệu ứng kỹ năng lên lính nha các bạn. Đây là trang phục này là một trong ba trang phục Nakaroth, Violet và Theoanat. Đó là ba trang phục bậc SSS có thể thay đổi gọi là hiệu ứng hình ảnh lính này, hiệu ứng hình ảnh trụ này và hiệu ứng hình ảnh quái rừng này. Ba trang phục khá là gắt các bạn ạ, quá đẹp luôn. Piu, băm băm băm, trời ơi, bắn quá trời bắn luôn. Chà, em đau quá. Bùm chiu chiu chiu, bùm chiu chiu, 1 2 3, piu, peng peng peng, bụp. Ok con dê, ăn cái bình máu cái. Ê bạn ơi, bạn support ơi, đừng có ăn lính của mình chưa hả? Tại sao bạn lại có những cái hành vi ăn lính của A đâu, ăn máu của AD, của AD vậy hả? Chơi này, bắn nó, ủi support nhát thế, không dám chơi à? Đúng rồi, chơi mạnh mẽ đấy chứ, tốc biến rồi, tốc biến rồi, thì mình kia chơi vậy không được rồi. Kéo ba thằng đánh hai thằng vậy là lấy ít trợ nhiều rồi, ý lộn lấy đông trợ cho ít rồi. Không được rồi, chơi công bằng đi. Đề nghị các bạn chơi công bằng chút nha. Không nên có những cái hành vi gọi là lấy thịt đè người như thế. Tại vì những cái vàng đi như vậy là mình cảm thấy rất là kích thích luôn đấy. Mà mình nó kích thích lên một cái là mình bắn xả đạn cho em bạn còn không đỡ luôn á. Chém gió thôi. Không biết ai xả ai. Giòn nó cũng xấy kinh lắm các bạn ạ. Đùa thế thôi nhưng mà không có phải dạng gọi là bình thường đâu. Bầm 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 bầm, chơi này, một em rồi anh em ơi. 1 2 3, piu, trời ơi, được cũng máng đầu tay rồi, ăn ngay luôn cái con tường ra đi xem bạn mới xịn chứ. Về rồi, hôm nay xuất hiện Murat các bạn ạ. Murat là hôm qua mình mới nói con tường nó ít thính nó xuất hiện, xong mà hôm nay đã lại thấy rồi đây, ngon luôn, ngon. Để xem bạn Murat này bạn chơi như thế nào nè. Bầm chiu chiu chiu, bầm chiu chiu, ủa ulti đến từ vị tướng Alistar. Một cái pha ulti quá chí luôn các bạn ạ, chí quá. Rồi xong luôn, trụ bắn chết ngác luôn. 2-0 rồi nha, 2-0 rồi nha. Team mình hiện tại ăn được 6 mạng, chưa chết mạng nào. Vị tướng Murat chết cũng là do cái trụ nó bắn thôi, chứ thật sự ra mà nói thì cái team bạn cũng chết, Murat chết mà team bạn cũng không ăn được mạng nó luôn. Ôi mày này, hello bạn, bạn Alex Tuto. Kìa. Ủa về chi vậy? Đây cái máu về chi? Ủa bạn kìa. Máu nhiều mà, có blue mà, về làm gì? Alistar này đi support mà bạn ấy nhát quá, bạn ấy không dám lao lên luôn á, bạn cứ đứng giúp sau mình không à. Mình mà đi Alistar đi support là hơi bị gọi là gắt luôn. Ê, piu. 1, 2, 3, chơi. Phẹng, mày chết. Em xin. Bạn này bạn chơi vẫn còn nhát lắm. Chắc là do bạn ấy ít chơi. Ui, ôi, xét đánh ngang tài, xém tèo luôn nha ha. Chắc bạn ấy ít chơi đấy các bạn, như kia Alistar ấy. Chứ phải mình hả, cầm Alistar support là hơi bị chuẩn luôn. AD cứ bắn mỏi tay luôn, mình làm hết check map rồi các kiểu con là đỉa luôn. Rồi do đang đứng lồng thòng ở đây. Rồi Murat bay vào rồi, Murat quá đẹp luôn. Vâng, choáng rồi, chưa ai rồi. Ui, quá hay. Rồi biết chơi đấy các bạn. Dần biết chơi đây, dần chơi Murat đây. Không phải là đùa đâu. Ây, Hello. Piu. Điều khiển các bạn từ đằng giữa xuống đằng dưới này. Murat đang gọi là có hành vi trộm bùa các bạn. Đấy, đang đứng ở trong khu rừng của team bạn. Đánh nhau với cả vị tướng ấy rồi, nhưng mà điều khiển bỏ của chạy lấy người luôn. Piu. Pam. Có một con lính to ở đây. Kệ nó, mình bắn trụ nha. Tại vì cái đun nhiều máu thế mình bắn nó cũng chả chết đâu. Hay quá.
Piu, bập, bập, bập. Trời ơi. Ơi, Murat làm gì đây? Trời ơi, chết ngắt Murat luôn rồi. Thôi xong. Ây da, ấy da, da, ấy da, da. Chuyện buồn thật ngắn em ơi. Piu, anh muốn ôm em thêm lần nữa. Peng 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 peng. Đây 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 đây. 1 2 3 nè. Rồi xong. Ôi. Tưởng hai lên tới chết rồi chứ, không chết à? Mình mà cầm con tướng pháp sư Aletor đó thì đi support cũng được mà đi mid cũng ok. Trận này thì mình thấy rằng team mình khá là dễ thở. Bây giờ nhá, sau khi mà các bạn ăn được cái trụ ở bừng dưới này, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển sang khu vực đỉnh giữa, chúng ta sẽ đánh chiếm một khu vực đỉnh giữa. Khi mà đánh xong khu vực đỉnh giữa, chúng ta sẽ lên khu vực đỉnh trên. Đó, nói chung là đánh chiếm từng trụ ngoài một nha. Từng trụ ngoài một, bập bập. Có Aletor với cả Liliana tay dài như thế này thì thật sự ra mà nói team bạn không thể đỡ được. Tại vì team mình tay nó quá dài đi. Liliana chiêu 1 với cả chiêu 2 của nó các bạn cũng biết là nó xa rồi. Aletor cũng vậy luôn. Và Teonat cái chiêu 2 của nó cũng vậy. Và chiêu 1 nó cũng thế. Murat thì chỉ cần tích nội tại xong rồi bay vào chém xong rồi biến về. Nói chung là team mình đội hình như thế này combat thật sự là ok luôn đó nha. Chuẩn luôn đấy. Bâm bâm bâm. Ok con dê lên. Có con rồng này. Đây, giờ có lính cơ. Lính ở khu vực giữa hiện tại là không có. Ăn rồng trước đi. Trang bị cho vị tướng Teonat thì mình sẽ lên cho nó cái gươm sấm sét nha các bạn. Gươm sấm sét xong rồi lên thánh kiếm. Piu! Thánh kiếm rồi, kiếm Muramasa. Xong rồi mình sẽ lên thêm cho nó cái kiếm Furnier nữa, bắn cho nó phê nữa. Với con lính nó chạy lên một cái, các bạn nó xả một phát combo chết sạch lính luôn. Ê, ê, ê. Trời ơi. Ghê vậy, Ryoma làm chọc chọc bơm 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 bơm. Ryoma nó xử luôn cái vị tướng Murat em mình mới ghê chứ. Thật là thú vị đây. Trụ bắn này. Rồi không có ai ở đây luôn rồi, cái trụ này mất rồi. Đến được cái trụ ấy, lấy được cái trụ rồi. Ryoma không dám ra đâu. Ra thì cũng chẳng làm được cái gì. Tại vì team mình có Aletor, chỉ cần bay ra một phát Aletor team mình nó cười vào mặt cho một cái là chết luôn á. Mình dồn combo cho nữa thì teo 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 luôn á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên cho nó cây Muramasa nha các bạn. Cây kiếm xuyên giáp. Xong khi xong mà lượm được cái trụ đường giữa rồi á, mình bắt đầu di chuyển lên khu vực bên trên nhá. Lượm hết. Có trụ nào là mình xào trụ đó. Cái gì vậy? Pam 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 pam. Đây này, đây này, đây này. Anh em đang xem clip của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh với nhá. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Piu! Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Pam 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 pam. Ủa ulti rồi kìa, ulti rồi kìa, ulti rồi kìa. Đập luôn, đập luôn, đập luôn. A a a a. Hay à, Aero team bạn đang lao vào bổ một cái hất tung cái mông mình lên. Mình quyết định đáp trả lại vì cái chiêu 2. Yindu bắn choáng chiêu 2 vào đồng đội ra mình. Mình bật luôn cái chiêu cuối nhưng mà rất tiếc không trúng ai. Team bạn đã bỏ của chạy lấy người và team mình cũng bỏ người chạy lấy của. Ủa, 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 ủa. Nó cũng giống nhau thôi các bạn ơi. Hai bên đều rút lui. Không có ý định gọi là tham gia vào chiến đấu. Đâu rồi, team bạn đâu rồi? Team mình đang càn vào khu vực ở đường giữa. Không, bây giờ đã lao lên bên trên rồi. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, đánh nhau quá trời, đánh nhau luôn rồi các bạn ơi. Vâng, Veret đang xoay tay, hạ gục được vị tướng John các bạn. Error, error, error cũng nằm xuống rồi. Mình sẽ tấn công luôn cái con bùa đỏ này nhá. Sơ con bùa đỏ phát. Piu piu piu, băng băng băng, băng 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 băng, bạc bạc bạc, băng băng băng, băng 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 băng, bạc bạc bạc. Ui ôi, ui ôi. Pam pam pam. Trời ơi bắn 3 phát thấm nhờ. Chiêu mục của Teonat nó quá thấm luôn. Teonat bây giờ mới ra thêm một cái trang phục bậc SSS nữa các bạn. Quá trời trang phục bậc SSS luôn. Riết rồi hôm sau nó có ra cái trang phục bậc SSS không? 4 cái S không ta?
Chứ mình thấy rằng trang phục bậc SSS bây giờ nó quá trời luôn rồi đấy. Bậc SS mới đó thì mình không có điều kiện để mà sở hữu các bạn. Thầm ra cũng chưa test nữa. Mình thấy cái chiêu 2 của nó cũng khá là thú vị ấy. Bụp 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 em xin. Trời ơi 4 kill rồi. Bất tử 4-0 rồi nha. Này. Piu. Mình đã bảo rồi mà, tem bạn với cả tem mình combat là tem bạn chết chắc. Tại vì tem mình tay nó quá dài đi. Mà tay dài nó có một cái lợi thế các bạn ạ. Chỉ cần 3 người tay dài như thế này cộng thêm Murat nó bay lên tích nội tại xong nó bay lên nó chém một cái nó thôi luôn, đừng có hỏi luôn. Áp sát vào mình một cái là Alistair nó ulti liền. Mà áp sát một cái là ulti liền nó cái là bập chết ngay. Thôi mình về mình chơi con blue nhá. Tại vì Murat em mình nó có con blue rồi. Có màu xanh rồi. Mình ăn con này xong rồi ăn thêm hai con quái nhỏ nữa là mình sẽ đầy một cây máu. À, khi mà đầy máu cái là chơi thôi. Pum 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 pum. Lên đi, lên đi, lên đi. Kiếm Furnier. Lên kiếm Furnier đi. Mình thích lên kiếm Furnier. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Chết thanh niên rồi, chết thanh niên Rio Ma chết chắc luôn rồi. Rồi 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 rồi, quánh nhau rồi, quánh nhau rồi. Pam, úi trời ơi, việc nhẹ lưng cao. Tự dưng ở đâu mà bay ra mà làm mình cái lấm cái lấm cái ten một cái ăn luôn là thế nào ấy nhở? Sướng đấy. Hello. Hiện tại team bạn đang bị team mình ép quá trời ép luôn. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê. Piu. Rồi điêu thuyền, điêu thuyền, điêu thuyền, điêu thuyền, điêu thuyền. Hay lắm. Piang cha 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 cha. Piu. Chết luôn rồi. Alistair ăn được vị tướng điêu thuyền. Điêu thuyền luôn rồi. Có thêm mạng nữa là 6 kill rồi. Mình đang bắn vào vị tướng Ero. Ero đang cố gắng cắm đầu ống cổ chạy nhưng mà không thoát được. Sát thương của mình là quá lớn. Đặc biệt là mình đã bỏ thêm cái tốc biến là mình phải căn cho nó đủ đam để mà hạ gục được vị tướng Ero rồi chứ không phải không đủ đam đâu. Ba phát là chết luôn. Rồi trận này thắng dễ dàng quá rồi. 25 mà chết, ấy 21 mà chết 5. Game là dễ các bạn. Không, bạn thấy không? Trời ơi, rank cao thủ đối với mình nó cũng chỉ là bất tử thôi, không có gì khó hết, không có cái gì gọi là khó khăn cả. Đó là mình chém gió thôi, lâu lâu gặp cái tem nó hay thôi. Gặp cái tem mà phế một cái thì em chắp tay em quỳ em lạy tụi nó luôn. Hiến cho cái tem bạn một sao luôn chứ ở đâu mà chém gió đâu. Tại vì chơi game liên quân này nó cũng hên xui lắm các bạn. Gặp đồng đội hay thì nó dễ chơi. Còn gặp mấy cái đồng đội mà nó chuyên đi nó feed mạng thì em chịu. Không thể đỡ được nha. Peng 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 peng. Bùm 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 bùm. Trời ơi bắn kìa bắn phạp 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 phạp. Đã thiệt chứ. Piu. Pam pam. Tem bên kia bây giờ chỉ có let game mới ăn được tem mình thôi. Chứ còn đầu trận với cả giữa trận thì không thể nào ăn được. Tại vì let game tem bạn có con tướng Zon ấy. Nó với cả cái con tướng Gindu nó đi cùng nhau ấy. Thì thật sự là một mối hiểm họa. Nhưng mà mình sẽ tem mình sẽ không để cho tem bạn nó giỡn như vậy được đâu. Nhưng mà trận này tem mình có 2 bet tỉnh đó. Veret với cả Liliana đều là bét tỉnh mà các bạn. Trời ơi. Muốn ăn được sao? Piu cha pam 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 pam. Đậu. Adu. Lính lác đâu rồi? Ủa hôm nay mình thấy mấy con lính quá trời đông luôn mà. Rồi thêm cái trụ ở khu vực đường giữa. Và bây giờ thì mình sẽ lấy luôn cái trụ ở đường trên đã là đẹp luôn đó các bạn. Ôi. Piu. Em xin lấy thêm cái trụ ở phía đường trên nữa rồi. Tem mình đang tấn công. Wow. Piu, một hai bạn giật vào mông, tốc biến bắn băm 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 không chết các bạn ơi. Rồi ok. Hiện tại thì tem mình đã ăn được tới piu. Piu 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 piu. Ấy trụ bắn, đậu săn lấn lác đâu hết trơn rồi đấy. Ui giời ơi. Tem mình ăn được 28 mạng mà chết có 8 mạng thôi. Tru 9-0, 9-0-9, bất tử luôn nha. Win đi anh em ơi, tem bạn còn có 2 người thôi, xông lên. Nhưng mà quan trọng là bây giờ tem mình ít máu quá, sao đánh đây? Khó chơi hết nhở? Alistair với cả Liliana là ít máu mới đau chứ.
phải chi tem mình nhiều máu thì cũng ngon đấy, lên rồi lên win được luôn đấy, nhưng mà được không ta, nhưng mà ít máu quá. Alistair mà lao lên một phát nó xúc một liền. Thôi on mid, on một phát là lượm nè. À, đau, tha cho em với, em đi về đây. Ủa, về đây là AFK hả ta? What the hell? Bạn đừng làm mình lo lắng nha. Giờ mà bạn AFK là cũng không sao hết. Nát ba đường rồi mà, ăn thêm con Kasa này nữa là win thôi. Lung linh là lên luôn, xông lên. Hết máu quá nhỉ, ít máu quá, đúng là AFK thiệt các bạn ạ. Mình nói chơi mà bạn ấy làm thiệt luôn ta. Ôi mình cũng ít máu mà Alistair cũng ít máu nữa, thiệt tình. Bình, hay quá. Ôi tốc biến. Ây da, trời ơi, cái thằng Gidu nó bắn chiêu 2 một cái đau quá. Một em xin. Có dòng này, Alistair đâu rồi? Alistair bỏ của chạy lấy người rồi à? Mình không có support thì khó đánh quá. Khó đánh quá các bạn ơi, thôi đi về. Gì đây? Có hành vi AFK lên phải chịu trừng phạt. Rồi xong, đồng đội mình nó AFK rồi các bạn. Về đây AFK rồi. Ủa, có khi nào cái hồi nãy của bạn ấy là bạn ấy gọi là chat cái câu win đó, xong rồi bạn ấy thấy tem mình đang tràn lên như vậy, các bạn ấy lại tưởng win rồi, thế là bạn ấy thoát ra không ta? Kiểu giống như là thắng rồi á, thắng rồi xong rồi bỏ điện thoại đó luôn á, xong rồi đi đâu đi nơi khác chơi rồi, ôi ôi chết luôn á. Nà bây giờ đang là có con boss, ê, piu, băm, đầu xanh. Ai da, ôi ôi, ai da cha. Lên, xúc nó. Piu, biết thế mình không tốc biến nữa. Tại vì mình còn giáp mà. Đây, các bạn thấy con quái to đầu không? Ồ, nó cầm giáp, nó cầm khiên kìa. Cái nội tại của cái trang phục này á các bạn. Cầm khiên đồ ha, nhìn trông hoành tráng. Trang phục thứ nguyên vệ thần này thì nó gồm có 3 cái violet, rồi Nakaros với cả cái trang phục này. Bụp. Ui đồng quá. Chết hảo rồi. Có cái trụ nào cứu được hảo không? Đậu xanh cái trụ không còn rồi. Xong rồi. À, mày chết được hảo. Hảo cũng phải chơi khô máu luôn. Hảo cũng đâu có ngán con rắn nào. Hảo cũng cố gắng học sự. Ui. Nó còn sống. Ui Liliana kìa. Vãi nồi à. Ủa nó còn sống mà, what the hell? Thua. Nó có giáp phòng mạnh mà. Ông Liliana, ông tưởng chết rồi hay sao? Ông quay ông đi đâu mất tiêu luôn. Trời ơi, đứng lại một cái thôi. Hiện thành cái người đó xong thả chiêu đùng là nó chết rồi. 4-5 rồi các bạn ơi, chết rồi, 4-5 rồi. Đang đi theo vị tướng Liliana đúng không? Veret đấy. Đúng rồi, Veret đang đi theo Liliana các bạn ạ. 4-5 với cái sơ đồ chiến thuật nát ba đường này thì liệu có thắng được không ta? Đúng rồi, đợi AD trúng rồi. Chơi. Đây, mình tới rồi đây. Bây giờ là chờ ăn con cá xa là win luôn này. Phải dụ thêm bạn ra combat nhưng mà bây giờ Veret lại chết thế này, sao ta? Khó nhờ. Trận đấu quá căng thẳng luôn. Mặc dù ăn được tới 3 đường tem bạn nhưng mà cái kết thì cũng chưa nói trước được điều gì. Ê, Rioma kìa. Piu. Ui. Có Kasa nữa đây này. Đập luôn. Đánh luôn anh em, chơi nó. Ui ôi, Ginu chết rồi. Ây à. Hello anh em ơi. Ủa, chết.
chết, tôi cứu tôi với. Ủa sao không qua vậy? Ai chết mày mày mày. Ờ. Ủa tem mình đâu hết trơn rồi trời. Ơ quá trời heo. Ui dồi ôi, mấy ông mấy bà vẫn ăn cái con ca sa này á. Thôi xong rồi. Rồi thua, tem bạn ăn ca sa rồi. Mẹ các ông muốn ông còn biến về nữa chứ lại thầy. Thua rồi. Vered nó AFK các bạn ạ. Thế nào nó bây giờ nó đang là một con boss thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ là tem bạn nó ăn được cái con ca sa, đâm ra là nó sẽ thắng. À, tự dưng tem mình sẽ ăn ca sa chi ta. Mình lao lên đánh nhau ấy, mình thấy quay lại không thấy ai luôn. Mình ra thì kịp đây này, nhưng mà quan trọng làm sao mà đỡ được cái con ca sa đó. Cái con ca sa đó. Pam 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 pam. Ok, có Alistair ở đây, không sao. Không rất sao các bạn ạ, trận này nếu mà thua là không rất sao nha. Ui dồi ôi, ông Alistair ông lên trên nó làm cái trò hề gì ấy, trời. Ủa, lên trên nó chi vậy? Lên cao quá chi vậy? Trời ơi, quăng chiêu 1, chiêu 2 ra là được rồi. Trời ơi, nó đi lên trên nó chẳng cái gì bị người ta quấn chết luôn rồi. Thôi xong, đậu xanh chơi nó. Băm, 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 băm. Rồi thua luôn. Ê, thiệt tình. Nói ba đường rồi vẫn thua rồi các bạn. Tưởng trận này dễ ăn chứ ai ngờ đâu. Thua, nhưng mà không mất sao. Vẫn ổn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bye bye.